Hôm nay anh em mình cố gắng quăng được mẻ cá to để về nhậu cho đã đời. Anh ơi, mẻ này bội thu là cá chắc. Ui, đang câu cá yên tĩnh mà tiên sư cha hai cái thằng ớt ơ quăng lưới bắt hết cá của bà rồi. Nặng quá, giữ cẩn thận không nó chạy mất anh ơi. Hai ba. Cái gì thế này đại ca? Ôi, nàng tiên cá hạ phàm à? Hình như thế anh ạ. Con cá này mang về đi bán, khả năng anh em mình đổi đời. Để lại nàng tiên cá cho ta. Chạy, chạy nhanh anh ơi. Đợi ta. Ui, búp bê bắt nàng tiên cá rồi. Con cá này, đi theo ta. Ui da. Chúng mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Cá. Búp búp búp. Cá với chả muốn gì, mình tha luôn thuyền. Nàng tiên cá ơi, nàng đâu rồi? Sao hôm nay gọi mãi mà nàng không dậy nhỉ? Hả? Hay là nàng bị bắt rồi? Hả? Này, ngươi có thấy nàng tiên cá của ta đâu không? Ôi trời ơi, vừa nãy con búp bê nó túm cái đuôi cá đi rồi, thì tìm làm sao được? À, vậy thì ngươi đi cùng ta, mau lên. Đi đâu? Không. Ngươi bắt ta tới đây làm gì? Nàng tiên cá, hôm nay ta muốn cầu xin ngươi một việc. Ta thì có thể giúp được gì cho ngươi? Ở đâu được nhỉ? Kìa anh Hoàng ơi, đâm vào. Đó, nàng tiên cá đang ở trên đó đó. Dám bắt nạt người thương của ta, xông lên. Dạ vâng. Ngươi hãy đổi cho ta đuôi cá này, và ta sẽ tặng lại ngươi một đôi chân để tới gặp hoàng tử. Hoàng tử sao? Ta đồng ý, chỉ cần được ở bên chàng, ta nguyện làm tất cả. Quyết định đúng đấy, giờ ngươi hãy đi cùng ta. Được. Ê, nhưng tôi đã có chân đâu mà đi. Ta cảm ơn cô. Giờ thì ta có thể đi gặp hoàng tử của ta rồi. Tôi cũng thế. Đôi chân này có thể giúp tôi đến gặp hoàng tử của đời mình. Cảm ơn cô. Hẹn ngày tái ngộ. Ta đi đây. Có được đôi chân này thật là tuyệt vời biết bao. Dừng lại. Các người. Người nghĩ có thể rời khỏi đây dễ dàng vậy sao? Tại sao? Ta đã đồng ý trao đổi mà các người bắt ta ở lại. Ngươi chưa rời khỏi đây được đâu, còn nhiều điều thú vị ở đằng sau cơ. Ngươi dám lật lọng? Lật lọng thì sao? Hãy chờ xem, ta sẽ lấy tất cả mọi thứ xung quanh ngươi. Hello anh Giai, anh có thể selfie cùng em một bức ảnh không? Một bức thôi. Thế thì anh ghé cái mặt vô đây, cười lên nào. Một, hai, ba. Mày đi. Anh Hoàng giỏi quá. Mũi. À, ta có cách rồi đấy. Đưa đây. Cám, quay lưng để ta lột đồ nó ra. Em không nhìn đâu. Xong chưa anh Hoàng? Này. Gì đấy? Đi. Úi mẹ ơi, lính gì mà béo ú thế này? Anh có cách gì không anh Hoàng? À, có rồi, đi theo ta. Gì đấy, sao túm cổ tôi? Không chịu đâu. Này, mày chỉ mặt ai đấy, hả? Đứng yên, cái con quỷ cái này. Hàng của chủ nhân, có giỏi thì ngươi sợ vào. Chị đẹp nhưng không có dễ bị bắn đâu nha. Đứng lại, để ta đi hỏi chủ nhân. Anh ơi, giờ mà nó lên hỏi là lộ hết cả đấy. Ê, đại ca ơi, không cần thông báo đâu, để em thông báo hộ cho. Người dám. Trông thế mà khá phết nhỉ. Đi thôi. Đưa luôn cái súng đây. Nhớ mặt chị mày đấy. Tới luôn đi. Đâu rồi? À, con cá kìa. Nàng tiên cá của ta. Đi. Cái đuôi. Nàng đây rồi. Nàng có làm sao không? Sao nàng lại bịt mặt thế? Nhan sắc của ta. Mất nhan sắc rồi à? Nàng đừng có lo,
Dù nàng có như thế nào thì ta vẫn yêu thương nàng. Chàng nói thật chứ? Ui, búp bê. Không phải đâu, bộ dạng này là bị con búp bê biến ra. Hãy tin thiếp đi mà, không phải như vậy đâu. Nhìn kinh chết được. Liệu có tin được không? Ai mà biết, có phải người yêu của tôi đâu. Chàng này, tỉnh lại đi nàng. Ta tin nàng mà. Nàng ơi, tỉnh lại đi. Ta sẽ chữa trị cho nàng. Bé đi. Ồ, khỏe dữ. Cám cũng muốn được bé. Tới rồi, nàng nằm tạm đây đi. Yên tâm một điều rằng ta sẽ giúp nàng trở về hình ảnh ban đầu. Cám, người ở đây chăm sóc nàng tiên cá, để ta đi lấy nước. Sao lại giao cái mắm thối này cho mình? U là trời, cái con búp bê, mồm thì loe ra, mắt thì xanh lè xanh lẹt, nhìn chẳng đáng yêu tí nào. Thế mà anh Hoàng cũng thích. Cạn lời luôn. Mặt thì tròn, mũi thì to. Ui, mắt lại trợn trừng lên rồi. Mày muốn gì hả? Em có muốn gì đâu. Bỏ tay khỏi cổ em đi. Em hiền lắm. Thôi, em không ở đây nữa đâu. Anh vào mà trông cái của nợ của anh đi. Ơ, này. Đúng là chả nhờ được việc gì cả. Nàng tỉnh dậy rồi à? Uống chút nước đi cho khỏe. Thiếp cảm ơn. Thanh xuân như một tách trà. Mẹ ơi, gấp gấp. U là trời, tao đang thưởng trà. Này, mày có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Làm sao? Con cá của hoàng thượng. Nó sao? Nó bịt mặt búp bê. Hả? Cá à? Thế nó liên quan gì đến tao? Úi trời ơi, nó mê hoặc hoàng thượng rồi. Con chắc chắn với mẹ đây không phải là con cá bình thường. Thân hình thì là cá mà cái sủ lại là búp bê. Mẹ phải đi làm rõ vụ này, không là Tết chết đói đấy. Thế thì đi luôn. Dạ, đi mau. Nhanh lên mẹ ơi. Từ từ, con cá nó ở chỗ nào mà mày lôi tao đi xa thế? Thì đây này. Ui, đây là hang ổ của con búp bê mà. Tự nhiên chui đầu vào rọ để nó cắt tiết à? Trời ạ, con với anh Hoàng cứu con cá ở đây mà. Ừ. Thôi, lén lén lên xem có búp bê trên đó không. Đi. Im mồm. Giờ ngươi khóc cũng không có tác dụng gì đâu. Nên nhớ, chủ nhân ta đã thay vị trí của ngươi rồi. Chỉ vài phút nữa thôi thì đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cổ. Mẹ thấy không? Thấy. Ngó. Đây. Đúng như con nói, con cá ở nhà là hàng phách, đây mới là hàng Âu này. Ui thế à? Thiếu mỗi cái đuôi cá thôi. Còn có cách rồi. Giờ mình sẽ mang con cá thật này về cho anh Hoàng sáng mắt ra. Để mẹ. Đâu? Được không? Ui, to thế. Kể đi. Có chuyện gì vậy? Ngươi ra xem cho ta. Ra rồi mẹ ơi. Mày đây. Dám chỉ xuống tiền chị à? To gan. Bắt cá của anh Hoàng này. Suýt nữa thì chị đây mất vàng rồi nha. Mày này. Còn một tên nữa mẹ. Đơn giản. Đưa đây. Mẹ nhìn này. Ồ. Còn đúng một phát thôi. Nét luôn. Này, thằng kia. Lên, bắt nó về. Cái gì đấy? Mày là cá hay búp bê hả? Nói nhanh, không tao bắn nổ mang cá bây giờ. Ta chính là nàng tiên cá. Tất cả là do búp bê đã hại ta. Nàng tiên cá á? Thế đuôi đâu mà lại là hai cái cẳng to như thế này? Chính con búp bê đã bày trò. Hãy giúp ta rồi các ngươi sẽ được hậu tạ. Thế ngươi nhớ hậu tạ nhiều ngọc một tí nha. Đi thôi. Được rồi, đi.
Năm nay nàng ở đây ăn Tết với ta nha. Chỉ cần có chàng bên cạnh thì thiếp thế nào cũng chịu. Thế à? Ơ, thế hai mẹ con có việc gì đấy? Ta chỉ truyền lời hộ thôi, còn nói gì á? Đi vào đây. Đi vào đây. Nhanh đi. Hả? Vậy là rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Xin giới thiệu, đây nàng tiên cá Âu, còn kia là hàng phách. Đấy, cống rảnh mà đòi so sánh với đại dương à? Máng mương mà còn đòi tương đương với thủy điện à? Ôi giời ơi, chất đấy. Hả? Thế đây là ai? Chàng ơi, đó chính là con búp bê đã hãm hại thiếp mà. Lũ khốn các ngươi, dám phá hoại kế hoạch của ta sao? Ngươi dám lừa ta sao? Kiếp này chàng không yêu ta thì đời đời kiếp kiếp chàng sẽ chẳng yên ổn với ta đâu. Úi dồi ôi. Đi đâu rồi? Này, nàng cá của ta, ta xin lỗi vì đã nhận nhầm nàng. Sớm hay muộn gì cũng đưa vàng đây để về ăn Tết. Ngọc nữa, lẹ đi. Mau lên. À, đây, Tết nhất cầm bánh chưng về chứ vàng bạc làm cái gì. Đồ ăn còn lấp đầy được dạ dày. Thế nhá, cầm về đi. Đi nàng. Bánh chưng. Bánh tét. Không được. Trả vàng đây cho ta. Úi dồi ôi, con này. Mẹ này. Úi, được đấy. Mày, đứng lại đó cho tao. Chạy đi này. Ủa, kìa mẹ ơi. Một màu cam cam. Quýt không con ơi? Dạ có. Thế kiếm cái gì ném đi. Đâu nhỉ? À, đây rồi. Xem con đây. Rồi, xong. Thế thì ăn cái gì nữa? Đừng mà. Đôi dép 25k của tao. Thôi xong. Xếp trúng rồi. Dép của tao. Nữa nhé. Không được. À, không, bỏ ra. Một tí thôi mẹ. Dừng tay lại. Mẹ cứ tin ở con cá này. Đứa nào dám to gan. Chẳng trúng được quả nào cơ. Đi tòi đôi dép VIP của tao rồi. Mẹ. May quá mẹ không đè vào quả quýt của con. Dám nha. Đồ bất hiếu. Về tao cho mày nhịn cơm. Mẹ ơi, tỉnh dậy đi mà. Mở mắt ra nhìn con này. Mẹ ơi. Đứa nào? Sớm không gặp, muộn không gặp. Gặp đúng giờ hoàng đạo. Mẹ ơi. Đưa đây mẹ ăn cho. Mẹ ơi, nhìn kìa. Cảm ơn. Dạ. Mẹ lạnh quá. Gì cơ? Mẹ ơi. Hai mẹ con nhà mày tới số rồi. Con có học công phu không sao đâu. Đánh người không biết đâu. Mình thể hiện một tí nó sợ nó chạy ngay ấy mà. Nhìn đây. Hey. Tới đi mẹ. Hey. Yeah. Ha. Hey. Ui. Đủ rồi mẹ. Đủ rồi. Chưa đủ đâu. Ha. Cha. Vỗ tay. Vỗ tay cho con gái mị nào. Con gái mị. Hảo hán. Dừng. Còn tiếp. Đủ rồi mẹ ơi. Hai thằng kia, lên đây. Lên. Ui. Nhìn con gái bà đây. Thể hiện đi con. Dép. Xong rồi, bỏ ra đi. Bỏ ra. Bỏ cái gì? Khoan.
Tiếp. Hai thằng này vào vị trí. Chuẩn bị bắt đầu. Không, không mẹ ơi. Ha! Yeah! Vỗ tay nào các chú, ủng hộ con em. Cảm ơn, cảm ơn. Con ơi, không sao, lên chiến tiếp. Nó khinh mẹ con à? Mẹ ơi, con bảo mẹ nhớ những gì con đã chỉ nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Này, cầm lấy. Cầm lấy nốt, tiến lên con. Lôi nó đi, nhanh lên. Ôi, mày cứ ở đây, mẹ về gọi người cứu mày. Người đã chả ôm, đi ôm chó suốt ngày. Ghét thế chứ. Chàng lẩm bẩm cái gì thế hả? Không có gì. Gấp. Có việc gì mà mẹ gấp gáp thế hả? Con Cám, nó bị búp bê bắt rồi. Làm gì đi? Bị bắt á? Làm cách nào bây giờ? À, đây. Sao nàng lại dùng cái thuốc này? Đẳng cấp. Đẳng cấp thế nhỉ? Cho mẹ xin tí. Tự dưng lại ném đi. Chả để cho mẹ miếng nào. Này, còn không? Cho mẹ xin ít. Còn cái nào không? Lấy đi nàng. Con chỉ còn cái này thôi. Wow. Ui, cái này chích thì đau lắm. Nó có tác dụng gì? Nó sẽ làm thay đổi tế bào cấu trúc của con người đó mẹ. Ấy chà, hay đấy. Đi cứu Cám thôi. Đi nào. Đi. Ê, dừng lại. Đây, đây này. Đây chứ hả? Núp vào, không nó bắn chết bây giờ. Bọn nó đấy. Mẹ cứ ở yên đây. Bọn con lên chỉ cần 5 giây thôi. Ui, đi nè, tao tạm tin thôi đấy. Để xem. Một, hai, ba, bốn, năm. Hảo hán quá các con của mẹ. Đánh này, đánh này. Mẹ làm gì đấy? Đánh thử thôi. Thôi, lên nào. Đi, nhanh lên. Đi, nhanh lên. Vâng. Thêm hai thằng nữa kìa. Hai thằng này, mẹ cứ để bọn con 5 giây thôi là xong. Ấy, hai thằng này để mẹ 3 giây thôi. Mẹ làm được không? Được. Mày giả tin tao. 2000 years later. Sao mẹ bảo 3 giây mà giờ tận 30 phút rồi vẫn không thấy đâu? Hay mình đi xem đi. Ừ, lên thôi nè. Tha cho tao, tha đi. Ý giời ơi. Nó tát sưng cả mặt rồi. Ui, tưởng thế nào. Không được thì thôi, lại còn. Lên xem con Cám thế nào rồi. Đi. Cái mặt vừa đi spa hôm qua xong, hỏng hết rồi. Các ngươi dám làm loạn trên địa bàn của ta sao? Đúng đấy, thì sao?
Mày lại còn lườm tao nữa à? Mày cụp cái pha xuống, không bà đấm cho nhòe nét đấy. Mày to gan đấy. Tao có trợ thủ đắc lực đằng sau rồi, tao sợ gì mày? Hả? Mày nhìn lại đằng sau đi. Bà mày sợ mày chắc. Chị ơi, em xin lỗi chị. Em có mắt như mù, không nhìn thấy núi Thái Sơn. Chị tha cho em lần này, em không làm càn nữa. Chị thả con gái em ra đi. Em ngàn lần xin lỗi chị. Mày thích cười này. Có chữa luôn rồi à. Sức mạnh của ta, bụng của ta. Được tái sinh rồi nè. Mẹ, nhớ mẹ quá trời. Cảm của mẹ. Thôi đi về. Đi về thôi. Mày lớn rồi mà vẫn bắt mẹ bế à? Giỏi thì nhào vô đây. Nó dám khiêu khích con mẹ ạ. Xử nó luôn đi. Tới luôn. Hay da. Được đấy, uy tín luôn con ạ. Chẳng qua là mày ăn gian thôi. Không tin à. Úi giời ơi. Mẹ để con. Chị đây sút lại cho mà coi. Tới đi con. Chuẩn bị, nhìn cho kỹ vào. Lần này không có dễ vậy đâu. Góc này ổn đấy. Mẹ ơi, thế này nhé. Tới luôn đi con. Vị trí chuẩn bị. Ý, thôi xong rồi. Thế là mất rồi. Bóng vừa mua xong. Tại mẹ. Này, tắm đi xuống kia nhặt đi. Đá xong bắt người ta đi nhặt. Mau lên. Úi trời ơi, đằng nào chả phải đi nhặt. Đi môi còn biểu ra một cái mới chịu được. Con này không dậy được nữa rồi. Nào cũng thích bắt nạt người khác. Nó đi hết cả thanh xuân của con rồi mẹ ạ. Lâu thế. Thôi đi ra xem nó thế nào. Lệ mệ lắm. Ở đâu nhỉ? Đây mẹ ơi, đang đứng đây này. Này, ngủ ở đấy à mà lâu thế. Này, này, không nghe thấy gì à? Không. Mẹ ơi, mẹ, mình có làm gì chị Tâm đâu mà sao ghê thế? Đâu biết. Sao mẹ không chạy nhỉ? Này, mẹ ơi, mẹ không sợ à? Không, tao sợ. Chân tê cứng có đi được đâu. Nhanh lên con ơi, nhanh. Ôi trời ơi, chạy đi. Sợ quá mẹ ơi. Ôi da. Mau, mau. Gào gì mà gào. Hôn ơi, bảo nè. Muối chuẩn đấy. Có việc gì đấy? Hôn đấy à. Đi cứu Tám với chị nhanh lên. Đi. Mau lên. Ôi, ôi, ai à. Sao người lại bắt ta đến đây? Từ giờ ngươi sẽ là tay sai của ta. Đừng hòng. Mày còn ngoan cố à? Vào đi. Hoki. Thích quá đi. Đừng xa ta nhé Hoki. Nếu mày còn ngoan cố thì quỳ xuống. Hả?
mạng sống của nó giờ nằm trong tay người đó. Đừng! Thả hớt kia ra, ta sẽ nghe lời ngươi. Như thế có phải dễ dàng hơn không? Không, cô chủ! Sắp tới rồi, nhanh lên! À, nhà nó đây rồi! Từ giờ, ngươi sẽ là cánh tay đắc lực của ta. Lôi hết chúng vào đây cho ta. Rõ, thưa chủ nhân. Tắm ra kìa. Mẹ ơi, nhưng mà con thấy ghê ghê. Ghê gì? Mình có hô cơ mà. Trông rợn hết cả tóc gáy lên rồi này. Sợ gì mà không lên? Mày lừ ai? Giỏi phết nha. Gọi hô đi con. Hô! Lên! Hô! Lên đi! Tao có hô đấy. Nghĩ ba mày sợ chắc. Này nhá, giỏi thì nhào vô. Tao có hô rồi, tao không sợ gì hết. Nghe chưa? Mẹ ơi! Làm sao? Hô, hô. Hô như nào? Nhìn đi. Nó đâu rồi? Con cũng chỉ biết đến đấy thôi. Ê, ê, tao ở đây này. Chạy đi. Sao nó chạy nhanh thế mẹ nhỉ? Giờ tính sao? Chạy đi chứ còn gì nữa. Đuổi theo. Nấp vào đây đi. Nó đi đâu được nhỉ? Đường này. Sao mày là hô to xác mà mày nhát thế? Thật kỳ, nó đáng sợ lắm. Cả Bobby cũng mạnh lắm. Chúng ta không phải là đối thủ của nó đâu. Bây giờ làm cách nào đây? Nhưng mà không cứu được con nợ đấy, anh Hoàng giết chết. Trên cổ tắm đang có vết phong ấn, chỉ cần xóa nó đi là cứu được. Mày nghĩ xóa dễ lắm mi? Ta có cách. Hai người đi theo ta. Ừ thì đi. Không, đường này cơ mà. Còn Bobby này, mày sẽ biết tay bà. Chiu. À. Ê, chuột thôi. Đứng lại đó cho ta. Ôi mẹ ơi, cứu con. À. À. Thả ta ra. Thả ta ra. Hả? À. Chủ nhân. Ngồi im, ta xóa cho. Chạy kiểu đó thì xóa kiểu gì? Tỉnh đi, không thôi hoàng thượng chém đầu ta bây giờ. Hả? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Chủ nhân. Đau đầu quá. Mọi người, sao con lại ở đây? Hất kia. Tỉnh rồi à? Chủ nhân, người có sao không? Tất cả là do con búp bê đã hãm hại con. Được rồi, giờ chúng ta phải phối hợp với nhau để dạy cho nó một bài học. Nhất trí. À, có cách rồi. Gì thế? Mọi người lại đây. Bây giờ thế này nhé. Ý kiến hay đấy, đi thôi. Trời ơi, mày đẩy gì mà mạnh thế? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thưa chủ nhân. Làm tốt lắm. Rồi giờ mày tính làm gì tao? Lên con. Cảm sợ. Hôm nay mày tới số với tao rồi. Stop. Bobby, giết nó. Tuân lệnh chủ nhân. Tao sợ mày quá cơ. Giỏi thì tới luôn đi. Chúng mày đang làm cái gì đây hả? Người đoán xem. Ngươi còn định lợi dụng ta đến bao giờ? Ngươi dám làm phản sao? Nhìn cho kỹ vào. Nhìn thấy chưa? Tao là Tấm chứ không phải Bobby. Nghe rõ chưa? Ái chà, nãy còn già mồm với con này mà. Xây ra. Tiếp chiêu. Mày này, con quỷ cái. Tao đánh ra mày chưa này. Bọn khốn. Đáng đời con búp bê xấu xa. Leo 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 cái đồ cô độc. Đi về thôi. Còn định quánh tao nữa à? Rồi chúng mày sẽ biết tay tao.
Bà hết thời rồi, bây giờ là đế chế của tôi. Không có chuyện ấy đâu. Trẻ chưa già mà măng đòi mọc rồi à? Đừng có đứng đó mà mơ. Thôi, hai đứa mày ai cũng mạnh hết, thả bà mày về đi. Im mồm. Em im luôn. Ngươi nói ngươi là người mạnh nhất, vậy ngươi có dám thi đấu với ta không? Còn nít ranh, mày tưởng bà sợ mày à? Hả? Chủ nhân, cố lên, cố lên. Phần thi thứ nhất có tên là kéo co. Đây, cầm lấy. Cầm nốt đi. Tất cả vào vị trí. Đừng có mà kéo vội. Sẵn sàng chưa? Ta sẵn sàng rồi. Vậy thì phần thi bán. Người biết phải cho bên nào thắng rồi chứ? Em biết. Người biết phải làm gì rồi đấy? Vâng. Dân yếu tay mềm mà đòi thắng ta. Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Sao mày dám để bên kia nhiều vậy? Muốn chết à? Em không muốn chết đâu. Thế này nha. Được, cố lên chủ nhân. Mày vừa làm cái trò gì đấy? Em có làm gì đâu, em sửa luôn. Được chưa ạ? Được rồi, về đi. Tưởng thế nào cũng chỉ yếu xìu mà thôi. Con này nó trẻ, nó khỏe thật đấy. Làm cái gì đi, còn đứng đấy à? Dạ, thưa chủ nhân, dám hại chủ nhân của ta không dễ đâu. Mụ già kia. Kéo đi chủ nhân. Yeah, thắng rồi. Trọng tài, bận nó chơi bận. Dám qua mặt ta. Chúng mày. Bọn nó chơi sạch mà. Thế đây là cái gì hả? Không nói nhiều, không nói nhiều. Trận 1, đội búp bê già chiến thắng. Phải thế chứ. Tưởng thắng bà đây mà dễ à? Rồi ngươi sẽ biết tay ta. Lần này đến lượt ta chọn thử thách. Lần trước là do ngươi ăn gian. Còn lần này, đừng có hòng. Ồ, thế phần thi này là cái gì đấy? Lần này chúng ta sẽ chơi trò tách kẹo đường. Úi giời. Hả? Trò tủ của bà mà bà mang ra thi đấu với ta à? Không chơi thì ngươi nhận thua đi. Đúng rồi, nhận thua đi. Hả? Đúng là chẳng khác gì nhau. Tao xin hơn mà đúng không? Ờ thì... Nói mau. Xin hơn, hơn nhiều chứ. Không khí căng thẳng thế. Chuẩn bị nào, bắt đầu. Bắt đầu thôi. Đây, hai bên chọn đi. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Để tao xem, lần này mày thắng tao kiểu gì. Nhanh thôi, rồi ngươi sẽ phải chấp nhận thua cuộc. Chủ nhân ơi, bên đấy có kim kìa. Thế kim của ngài đâu? Ta đây không cần kim. Ái chà, chủ nhân đỉnh quá. Ta mà lị. Mau lên, mau lên. Không còn nhiều thời gian đâu. Cố lên, cố lên. Im để tao làm. Ở đây mày không có quyền lên tiếng. Này, thế mày kêu tao làm trọng tài làm cái gì mà không cho tao nói? Nhớ mặt tao đấy nha. Làm việc đi. Yes sir. Dừng lại. Có dừng lại không thì báo. Chà chà. Nhìn đi. Thế là có kết quả rồi nhá. Bọn nó chơi bẩn. Thế các người nghĩ mình chơi sạch sao? Thôi, không cãi nhau nữa. Hòa nhau. Đến phần thi thứ ba. Ừ.
Hai phần thi đầu là thể hiện sức mạnh và sự khéo léo, còn ở phần thi này là thể hiện mức độ chính xác. Trời đất thiên địa ơi, mỗi đội chúng ta sẽ có hai chiếc phi tiêu. Ai là người phi trúng được vào đầu của mẹ ghẻ thì đội ấy sẽ là đội chiến thắng. Cái gì? Trúng đầu? Ấy, ta lộn. Quả cam trên đầu mẹ ghẻ. Huyết áp sao tự nhiên tăng vọt thế này? Bà già rồi, tôi nhường bà phi trước. Người mở mắt to ra mà nhìn cho rõ đây này. Chủ nhân cố lên, chủ nhân cố lên. Tí nữa thì xin vĩnh biệt cụ rồi. Tưởng nhà ngươi thế nào? Thích thể hiện. Nhìn ta đây này. Mũi tên ngoan nào. Ngoan thật không đấy, hay là lao bừa? Xém chết. À, mỏi mồm quá. Tao thấy chúng mày nên hòa đi. Em bịt ngay đi ạ. À, lượt tiếp theo là của bà đấy. Nghĩ ta sợ à? Chủ nhân cố lên. Tôi có cách rồi. Cách gì? Nói đi. Được thôi, cố lên chủ nhân ơi, cố lên. Nhìn thấy cái gì chưa? Đến lượt người đấy, phi tiếp đi. Cá lắm, xem ta đây. Chủ nhân, để ta giúp cho. Không cần, ta mà lại thua mụ già đấy à? Để ta, đã bảo không cần mà. Hả? Ồ? Vì kiểu này có mà chết con nhà người ta à? Ta không can tâm. Ba phải cảm thấy may mắn vì hòa được tôi đấy. Qua rồi thì thả tao ra, cho tao về với con cám đi. Được lắm, tiếp thôi. Đi đâu hết rồi? Cám ơi, cứu mẹ với. Mẹ ơi, trưa mẹ xào rau cho con. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con. Có gì đứng dậy đã rồi nói. Thế mày làm sao hả con này? Như nào? Chị Tâm, chị Tâm. Đâu, đâu? Hả? À. Cái gì thế? Này, còn Tâm nó làm sao? Thôi nói nốt câu đi rồi ngất. Sao? Chị Tâm hóa thành búp bê Bobby. Ghê lắm. Hả? Thôi xong rồi. Mọi người đâu hết rồi? Chạy gì mà nhanh thế? Đợi con với. Nhiệm vụ vừa rồi các ngươi làm tốt lắm. Yes sir. Sao Tấm lại làm tay sai của búp bê nhỉ? Còn Tấm tự nhiên lại lên cơn à? Không biết nữa. Chị Tấm bị con búp bê ngoạp. Thế đấy. Sao ngươi biết? Chuyện dài lắm. Tối hôm đấy, Cám sang chơi với chị Tấm thì vô tình nhìn thấy cảnh con búp bê ngoạm chị Tấm một miếng to chà bá. Rồi sau đó chị Tấm thành ra như thế này này. Dài lắm. Thế à? Ừ. Câu chuyện dài thật nhỉ. Chạy đi, mau lên. Bắt sống nó cho tao. Rõ, đi thôi. Các người được lắm. Đứng lại cho ta. Tấm ơi, Tấm. Ngươi chạy cũng giỏi đấy. Tỉnh lại đi Tấm ơi. Có nhận ra ta không? Là anh Hoàng đây mà. Tấm. Đầu của ta.
chạy đi, chạy đi. Tỉnh dậy đi Tâm, giết nó đi. Rõ. Chạy đi. Nàng đợi ta nhé, ta sẽ trở lại. Con khốn này, tại sao mày lại thả nó đi? Mày muốn chống lại tao à? Con búp bê, sao nó lại hành hạ Tấm như vậy? Mà hình như trên cổ nàng có vết gì đấy. Chẳng lẽ đó là dấu ấn khiến Tấm trở nên như vậy? Mình phải tìm cách cứu nàng thôi. Chờ ta chút nữa thôi nàng nhé. Xin lỗi chủ nhân, lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. Lần sau đừng có làm ta thất vọng nữa đấy. Dạ vâng. Chủ nhân, người có làm sao không? Người hãy đi bắt hoàng thượng về đây cho ta, để ta còn lập công với chủ nhân. Rõ. Mẹ ơi, mục tiêu xuất hiện rồi, lên đi. Để mẹ đi. Dạ. Được rồi con ơi, cho xin tí máu về làm thí nghiệm nhé. Ôm cơm đít đi. Bye bye. Đứng lại cho ta. Không biết hai người này có làm được việc không nữa. Có rồi, có rồi. Có thuốc rồi. Thuốc đặc trị đây này, hút mãi mới được tí máu của hớt ghi đấy. Có tác dụng phụ không đấy? Không sao đâu. Mẹ giúp cho anh Hoàng cái. Thế nào chẳng khỏe như trâu, lại còn sáu muối nữa. Không, không. Thành công rồi con ơi. Nhìn con quái vật này, có khi còn ghê hơn con hớt ghi nữa con vậy. Thế thì giờ phải đi tiêu diệt nó ngay. Đi nào, đi cứu Tấm nào. Có mỗi việc đấy cũng không làm được. Tôi xin lỗi chủ nhân. Con búp bê đâu? Ra đây, nhanh. Sư gia mày bước xuống đây gặp bà mau. Xử nó ngay. Dạ. Mày định rụt cổ trong nhà à? Ra đây, ăn gì mà hèn thế. Tưởng oai phong lắm, hóa ra cũng chỉ là bốc phét. Bọn mày muốn chết rồi đấy à? Gì đây? Ôi mẹ ơi, nó lừ mẹ kìa. Ôi anh Hoàng, anh Hoàng. Thả Tấm của ta ra. Lên. Giết nó. Mày này, mày này. Chết đi. Người dám làm hại thú cưng của ta. Tấm, tỉnh lại đi. Tạo phản à? Giết hắn đi. Mày còn dám lừa tao à? Chàng ơi, chàng. Con nhãi này, mày thích thái độ gì? Huggy! Chủ nhân, xin hãy giao nhiệm vụ. Giết nó cho ta. Rõ. Đuổi theo. Hoàng thượng. Chàng ơi, mẹ ơi, anh Hoàng nghẽo rồi hay sao ấy? Mà hình như con Tấm bình thường rồi hay sao ấy? Lại xem đi. Mà cẩn thận đây,
chàng mở mắt ra nhìn thiếp đi mà. Ê này. Ui. Thế mày bình thường lại chưa con ơi? Hai người còn đứng đấy à? Cứu anh Hoàng nhanh lên. À thì đấy, bình tĩnh. Tỉnh lại đi. Đưa về nhà trước rồi tính. Anh Hoàng gì mà nặng quá vậy? Hai người còn đùa được à? Hả? Các người còn muốn chạy đi đâu? Mẹ ơi. Ôi. Mẹ xin lỗi mày. Ngày xưa mẹ có bắt nạt mày đâu. Không có. Toàn con Cám mà. Em không. Toàn mẹ dụ chứ em có biết gì đâu. Mẹ con gì giờ này nữa sắp chết rồi. Còn Cám mất dậy này. Hôm nay cả hai ngươi sẽ phải chết. Dừng tay lại. Em có làm gì đâu. Tấm. Nàng tỉnh lại đi. Tấm, có nghe thấy không? Chạy đi. Ui chết, chạy nhanh, chạy nhanh. Dám chạy à? Nàng ơi, nàng. Hả? Hất gì? Gì? Rõ. Dạ. Nàng, nàng hãy đợi ta. Không phải đuổi, nó không còn sống lâu nữa đâu. Tấm ơi, nàng phải chờ ta nhé. Ta nhất định sẽ cứu được nàng. Hả? Đây là... Ai... ai kia? Hoàng thượng, ngài đã tỉnh rồi đấy à? Cô... Chàng đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi đấy. Hả? Là cô đã cứu ta sao? Đúng rồi, chính thiếp đã cứu chàng đấy. Vậy ta cảm ơn cô nhé. Nhưng giờ ta phải đi rồi. Cẩn thận. Chàng cứ ở đây vài hôm cho lành hẳn vết thương rồi hãy đi. Thôi không sao, tôi cảm ơn cô. Nhưng bây giờ tôi có việc gấp cần phải làm. Hả? Hoàng thượng? Chàng có sao không? Được rồi, ta sẽ cứu chàng. Hoàng thượng, ngài đã tỉnh rồi sao? Vết thương của ta đã khỏi rồi. Vậy là cô đã cứu ta một mạng nữa. Ta cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu, chắc chàng cũng đói rồi. Để ta kiếm gì cho chàng ăn. Búp bê, ta có thể nhờ cô một việc được không? Chàng có việc gì thì cứ nói. Cô có thể giúp Tấm trở lại bình thường hộ ta được không? Chỉ cần cứu được Tấm, bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho cô. Ta đã hết lòng với ngươi, vậy mà ngươi không hiểu được Tấm chân tình này sao? Đồ độc ác. Búp bê. Chàng. Chỉ cần giải thoát được Tấm thì dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ làm. Cho dù phải xa Tấm ta cũng cam lòng. Người nói thật chứ? Ta hứa với cô, bánh tiền đúng là ngon hết nấc. Đồ ăn của tao. Dám cướp đồ ăn trên tay ta. Tất cả những thứ ở trên địa bàn này là của tao, nghe rõ chưa? Đi thôi. Chắc chắn cá sẽ cắn câu mà thôi. Cá đã cắn câu. Ngồi đây nghỉ chân cái đã. Dạ, thưa chủ nhân.
Này, viên thuốc đó có tác dụng không đấy? Yên tâm đi, chỉ cần cắn một miếng là tấm sẽ trở về. Ta tin ngươi. Ngươi muốn ăn sao? Vậy thì ăn đi. Hả? Sao hất gì lại ăn bánh mì mất rồi? Giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngươi cứ bình tĩnh đã. Hất gì? Tỉnh lại. Hất gì? Mở mắt ra đi. Có nghe ta nói gì không? Hất gì? Hỏng rồi. Chuồn thôi. Hất gì? Hôm nay con lại có bộ quần áo mới để đi lễ hội. Chuyện mẹ may mà lị. Bộ này thì có mà đẹp nhất lễ hội. Con xịt nước hoa thơm phức từ chân lên đến đầu rồi mẹ. Gì đây? Cám, mẹ ghẻ, ta có việc muốn nhờ hai ngươi. Stop. Để ta đoán nha. Tấm mà. Papi à. No. Đi về con. Suốt ngày giải cứu. Chán lắm rồi. Mày chui đâu ra thế? Định trả thù à? Không nói nhiều, hai người phải đi theo ta. Úi dồi ôi, thấy chưa? Em thấy rồi. Cầm lấy. Quá mệt mỏi. Cố lên nha. Cúc cu, cúc cu. Lên đi con. Tấm, à quên, Bobby. Hello, đang buồn đấy ạ. Mẹ sang kia. Buồn nha. Để mẹ làm cho con xem một trò ảo thuật nha. Làm theo đi con. Tiếp nào. Lần cuối nha. Nào, tới con. Nuốt đi, nuốt đi. Mẹ giữ chặt vào nhé. Dốc xuống cho rồi mẹ ơi. Nuốt chưa, nuốt chưa. Lắc cho đều thuốc nó mới tan. Tấm, tấm. Mày này. Làm sao thế này? Thấy tỉnh chưa? Vì cứu mày mà mẹ con tao suýt chết đấy. Tấm, nàng trở lại bình thường rồi. Ta mừng quá. Hoàng thượng. Ta vui quá nàng ơi. Hoàng thượng. Thôi. Tấm à, chúng ta có duyên nhưng không phận. Xin lỗi nàng. Chàng, đừng đi mà. Một cuộc tình đừng mà mình dành riêng cho em. Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em, mong em, thương em trong trái tim. Nhưng không thể nói lên anh yêu em. Ô, mẹ, không sao, không sao. Bobby à, rồi nhất định ta sẽ cho người nếm trải mùi vị cay đắng. Lính đỏ đâu? Dạ, thưa chủ nhân. Hãy cùng ta tiêu diệt mọi thứ xung quanh tấm. Cầm lấy. Không được để chừa một ai. Đi theo ta. Yes, sir. Leo leo, tới đây đi nè. Con chủ đứng đó. Leo leo, lại đây đi. Ngươi đã nhìn thấy rõ mục tiêu của mình rồi chứ? Tiêu diệt hất kỳ ngay cho ta. Yes, sir. Đáng yêu quá. Ngươi làm sao vậy? Hất kỳ. Hất kỳ. Tỉnh dậy đi. Ngươi làm sao vậy? Đừng để ta lo mà. Hất kỳ. Hất kỳ. Hất kỳ. Hất kỳ. Hất kỳ. Là ai? Là ai? Là ai? Ngươi làm tốt lắm. Mau đi thôi. Rõ. Rồi
ta sẽ lấy tất cả mọi thứ của ngươi bóp đi à. Ấy quên, giờ phải gọi ngươi là Tấm mới đúng chứ. Haki à, tại sao ngươi lại rời bỏ ta mà đi chứ? Ngươi hứa sẽ bên ta rồi cơ mà. Ta phải làm gì để Tấm hết buồn bây giờ? Này, mày lại bắt nạt gì nó mà để nó mít ướt rồi? Hai mẹ con nhà bà chui ở đâu ra mà như ma thế? À thì bọn ta tới đây để xin ít tiền tiêu Tết ấy mà. Bánh chưng không có thiệt, vừa tháng trước cho xong, bây giờ lại xin. Tiền đúng không? Hai người giúp ta làm Tấm vui trở lại, bao nhiêu ta cũng đưa. Ồ, bao nhiêu cũng được kìa. Chuyện là như thế này. Hôm đó Tấm với Bobby đang vui chơi ở gần phủ thì búp bê từ đâu xuất hiện. Ả ta đã bày kế và tiêu diệt những thứ xung quanh nàng, và Huggy chính là mục tiêu đầu tiên bị ả nhắm tới. Tấm buồn khóc thương Huggy cho tới tận bây giờ. Đấy, mọi chuyện là như thế. Được, đi theo mẹ. Này, nhớ là vàng đấy nhá. Ừ, bao nhiêu cũng được. Vàng đặt vào nhé. Tấm ơi, Tấm. Nàng đừng buồn nữa, ta đã có cách để cho Huggy trở lại rồi đấy. Hả? Cách gì vậy ạ? Giờ mày phải vui vẻ lên rồi đi theo mẹ. Đi. Đúng rồi. Nhanh lên còn về đếm vàng. Đi thôi nàng. Kia rồi, cẩn thận. Sao lính đỏ đông như quân Nguyên thế này? Lính canh nghiêm ngặt quá, phải làm thế nào bây giờ? Mẹ có cách đấy. Đi nào. Ơ, đi hết à? Đợi cám với. Mở tới miệng mèo mà không húp mới lạ. Hả? Vàng. Dầu to rồi. Hả? Ta nằm mơ sao? Ồ. Ý. Ồ. Em chạy nhanh thế. Hả? Dám trốn ông à? Ừ. Ha ha, tóm được rồi nha. Hello. Hi. Ờ. Tưởng ăn vàng của bà đây mà dễ á. Trả tiền cát xê đây. Đi. Sao cứ đến gần chỗ con búp bê là âm u lạnh lẽo thế? Hả? Mày này. À, dám bắn bà. Chưa đủ tuổi đâu nhé. Hả? Được. Hay đấy. Được đấy. Tiến lên. Chiếc giày. Lên lấy cho mẹ chiếc giày. Mẹ lên giường luôn đi. Trả mẹ tao giày. Mẹ ơi, con lấy được giày cho mẹ rồi này. Ôi trời ơi, bốc mùi quá. Mặt thì đẹp mà chân rõ là thối. Gớm. Mùi hương gia truyền đấy. Chân mày có khác gì? Ừ. Này, mày không phải cười. Cả lò nhà mình thối chân đấy. Thôi, đi làm nhiệm vụ chính đã. Đi. Mẹ cứ thích vạch áo cho người xem lưng. Nói nhỏ thôi là việc nó nhỏ. Chó mà chê mèo lắm lông. Hả? Tiếng động gì vậy? Người đâu? Người đâu? Ái chà chà. Người đây. Người của ta đâu hết rồi? Người của ngươi á? Ta cho đi ngủ với John hết rồi. Đúng rồi. Thuốc giải của Huggy đâu? Mau mang ra đây. Nếu ta không có sự phục vụ của Huggy thì các ngươi cũng đừng hòng. Huggy. Huggy. Dạ. Mày, mày này. Trả Huggy lại đây. Dạ, dạ. Trả Huggy lại cho ta. Mày này. Mày dám vờn với con cám này à? Còn thuốc giải không? Mang ra đây. Ngươi đừng có mơ, Huggy sẽ không bao giờ trở lại được đâu. Mày đánh cho vỡ mồm luôn. Huggy. 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 Thế là con gấu bông chết à? Hả? Tấm ơi, xử nó cho ta. Mày này. Giết thú cưng của Tấm à? Hôm nay bà cho mày ra bà. Tấm ơi, nàng đừng khóc nữa. Ta sẽ tìm cách mà. Huggy, không.
không trở về nữa chàng ạ. Không phải đâu. Mày không nôn ra thuốc giải, bà cho mày một trận nhớ đời. Mau nôn ra đây, con khốn này. Mày hả? Mày này. Được rồi, tôi khai. Mày trả khai luôn đi chứ, chị mày mệt lắm rồi đấy. Đưa đây, nhớ mặt con cám này đấy. Đi vào đây. À, này, có rồi đây. Có thuốc rồi. Thuốc từ mồm con búp bê ra đấy. Bặc 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 bặc. Uống đi. Hả? Huggy đâu? Huggy, Huggy đâu biết. Các ngươi còn non và xanh lắm. Ui, ui rồi ôi. Em có biết gì đâu hả? Búp bê đâu rồi? Không biết mà. Cam, đợi mẹ với. Này Huggy. Hả? Tấm ơi, Tấm, tỉnh lại đi. Ta xin nàng đấy. Tấm, đừng, nàng đừng như vậy mà. Tất cả những kẻ phản bội ta đều sẽ phải chết. Tấm, đừng. Mắt của ta. Các người đâu rồi? Ui chà, kịch tính quá. Bọn khốn, ta sẽ tìm được các ngươi. Chết. Lại chạy đâu đấy Tấm? Đau quá. Mình đang ở đâu thế này? Nàng đã tỉnh rồi à? Là ngài đã cứu chúng tôi sao? Đúng rồi, chính ta đã cứu nàng và hắn khỏi tay Bóp Bi. Cảm ơn ngài đã ra tay cứu giúp. Giờ chúng tôi còn có việc phải đi trước, sẽ hậu tạ ngài sau. Đi đâu? Ngươi làm gì vậy? Không được đi. Nàng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi nơi đây được. Bây giờ nàng phải đồng ý làm vợ ta, nếu không tên hoàng thượng kia sẽ phải chết. Hả? Nhưng trong lòng ta hiện giờ chỉ có hoàng thượng thôi. Thế à? Vâng. Hoàng thượng, dừng lại đi mà. Giờ nàng đã quyết định chưa? Được rồi, ta đồng ý. Như thế có phải nhanh hơn không? Ui, đẹp, đẹp lắm mà vương ạ. Của tao. Gớm, chả nhẽ là của em. Thích của em không, ta tát cho phát bây giờ. Mà vương tính nóng như kem ý. Nàng đẹp lắm. Giờ ta đã là vợ của ngươi rồi. Mau thả hoàng thượng ra đi. Đợi đến khi nào trong tim nàng chỉ có ta thì ta mới thả hắn. Còn bây giờ nàng về phòng của nàng đi, ta còn có việc phải giải quyết. Ý, đợi em với. Hoàng thượng, hãy đợi ta, ta sẽ cứu chàng. Chúng mày trốn đâu rồi? Dù có lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ tìm ra được các ngươi. Cái cột tấm này, mày suốt ngày biến thành Bobby thì tao lấy vàng của mày kiểu gì? Đúng rồi đấy mẹ. Cám, sao mày biết mẹ ở đây? Con không thấy mẹ ở nhà nên định bị mẹ ở đây này. Thấy mẹ định ăn trộm gì ở đây đấy? Còn tấm kia kìa, nó lại biến thành Bobby rồi. Giờ mà không bảo vệ được nó là hoàng thượng chém đầu đấy. Sợ thế. Chúng mày ở đâu? Ra đây cho ta. Đầu của ta sao lại đau thế này? Ôi trời, đang đi sao lại nằm kia mẹ ơi? Đi lên xem nó thế nào. Ôi giời ơi, dậy đi chị Tấm. Em đã cầm được nghìn nào của chị đâu mà chị đã chết rồi. Thôi khiêng nó về đi, không hoàng thượng lại dở cái bài chém đầu đấy. Ui. Nặng mẹ ơi. Đưa đây, để mẹ vác nó về. Hảo hán. Đồ phản bội. Người sẽ phải trả giá. Ui, ngất rồi mà vẫn lại nhảy. Mẹ, ra kia lấy hộ con cái khóa. Khóa? Để làm gì? Để con khóa mỏm nó lại. Ui giời, ngứa cả mắt. Bây giờ ta phải làm thế nào để có được trái tim của nàng? Ma vương,
Muốn có được tình yêu của búp bê thì phải dùng một vật để đổi lại viên ngọc của ta. Người có đồng ý không? Ta đồng ý. Vậy trao đổi thành công, ngài phải sớm mang vật đến cho ta đấy. Được, ta sẽ sớm sai người mang đồ đến cho ngươi. Nàng sắp là của ta rồi. Người đâu? Đây là vật cần trao đổi. Người hãy mang đến tận tay phù thủy kia. Nghe rõ chưa? Đi đi. La 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 la. Vui quá đi. Đưa cho ta. Đúng là thứ ta cần rồi. Người cứ yên tâm, rồi trái tim của nàng cũng sẽ thuộc về ta mà thôi. Chàng cứ kệ hắn đi. Từ lúc chúng ta làm phu thê vẫn chưa cùng nhau uống chén rượu. Mời chàng. Uống hết đi. Rồi ta sẽ cứu chàng ra. Rượu ngon lắm. Dạ. Đầu của ta. Đầu của ta sao lại đau thế này? Hoàng thượng, ta sẽ cứu chàng. Cố gắng thêm một chút nữa thôi. Hoàng thượng, tỉnh dậy đi. Đây là thuốc tiên có thể cứu được tấm. Chàng hãy mang về cho tấm đi. Vậy còn ngươi thì sao? Ta giờ đã là vợ của ma vương rồi. Chúng ta có duyên nhưng không phận. Chàng hãy mau về cứu tấm đi. Nhưng mau đi đi. Đầu của ta. Con khốn kia. Sao nàng phản bội ta? Bỏ ra. Trong lòng ta chưa bao giờ có ngươi. Ta chỉ yêu mỗi hoàng thượng thôi. Còn liều thuốc quý của ngươi, ta đã đưa cho hoàng thượng rồi. Để xem ngươi lấy gì mà trao đổi để có được tình yêu của ta. Hả? Cái gì? Nàng dám lấy thuốc của ta? Có lẽ nàng không biết tác dụng phụ của thuốc đâu nhỉ. Tấm. Tỉnh dậy đi nàng. Tấm ơi, sao nàng lại nằm im thế này? Úi, hoàng thượng, cảm, dậy nhanh đi con, dậy. Hello anh hoàng. Ta tìm được thuốc cứu nàng rồi đây. Mày tiêm cái gì cho nó mà co giật thế này? Đỡ chị Tấm vậy. Tấm, Tấm ơi. Tại sao chứ? Tại sao chàng lại phản bội ta để đi theo con búp bê đó? Ta thà trở thành kẻ độc ác chứ không thể để mất chàng. Dạ, thưa chủ nhân. Hãy đi báo thù cùng ta. Mau. Hãy quên cô ta đi. Chỉ có ta mới thật lòng yêu thương chàng thôi. Chàng hãy ngắt cành hoa cho ta đi. Giờ ta với chàng chơi một trò chơi nha. À, nàng đứng lại cho ta. Thiếp dạy gì mà đứng. Ta tặng cho nàng này. Đừng rời xa ta nhé. Hoàng thượng. Hả? Chàng mà còn mơ tưởng đến ả ta nữa thì biết tay ta. Ta đừng nói nữa, đi theo ta. Được lắm, còn chúng một nhà rồi sao? Bắt con búp bê đó về đây cho ta, nhanh. Ngươi không thật lòng bên ta thì ta sẽ giết tấm của ngươi. Đừng mà. Trả hoàng thượng lại đây. Đến nộp mạng đấy à? Trả hoàng thượng lại đây. Tấm, giờ ta sẽ giết ả, xem chàng còn đứng đó mà nhớ nhung được không. Canh chàng cẩn thận cho ta. Rõ. Không, không.
Con hất ghi này tránh ra, khoanh tay chịu trói đi. Biết mày muốn gì? Buông tha anh hoàng đi, chàng ấy là của ta. Ngươi đừng có mà cướp được hoàng thượng từ tay ta. Hả? Chủ nhân. Hả? Tên kia. Bắt bằng được nó cho ta. Đừng hòng chạy thoát. Đuổi gì mà dài thế? Này, có sao không? Có đấy. Xuống mau. Ui. Xe của tôi mà. Này, trả đây. Này nhá, sư gia cái con búp bê. Lần trước mày đã lấy mất con SH của bà, giờ mày còn lấy con quay của bà nữa à? Bà mà bắt được mày, bà vặn cổ mày từ đằng trước ra đằng sau, nghe chưa? Nào, bỏ ra. Có thấy con búp bê chạy qua đây không? Đứng lên. Bà còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Dù gì tao cũng là mẹ mày, mà mày cứ gầm gừ với tao thế hả tao? Mẹ không phải sợ nữa. Giờ con đã có thể kiểm soát được năng lượng của mình rồi. Còn phải diệt trừ con búp bê, diệt trừ tên hoàng thượng phản bội. Tên phụ bạc đó đã bỏ rơi con để đi theo con búp bê xấu xí kia. Mày cứu thì mày đi cứu đi, mày nói với tao mà mày cứ trợn mắt lên làm gì? Sợ lắm. Con muốn mẹ sẽ đi cùng con để tiêu diệt chúng nó. Thôi không làm được đâu, tạo tuổi già sức yếu rồi, con mũi con cám nó làm được thôi. Này, hay để ngày mai nó về rồi cho nó đi theo mày nhé. Không được, bắt buộc phải đi cùng con. Đi. Sợ lắm. Ê, chết không đi mà. Ngồi im đấy. Đưa ta đi đâu? Im mồm, thả ta ra. Xuống xe. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy tấm chết như thế nào. Hả? Đừng có làm hại nè. Chiếc quay yêu quý của mẹ. Ô la la. Ôi mày quá, không xước xác gì cả, hơi bẩn tí thôi. Về. Chậu xe lại nặng thế nhỉ? Non hơi à? Việc chưa xong, mẹ định đi đâu? Chưa xong thì ta khắc xuống. Mày giữ xe ta làm gì? Không bây giờ. Đi. Đi thì đi, sợ bố con thằng nào? Chắc chúng nó chỉ quanh quẩn đây thôi. Đi đường này cơ mà. Lộn tí, gì mà căng. Ta chỉ muốn được ở bên cạnh chàng thôi, sao lại khó khăn như vậy? Người chỉ có thể giữ được thân xác của ta thôi, còn trái tim này đã thuộc về Tấm rồi. Ta sẽ giết cả chàng và Tấm ngày hôm nay. Sao rừng âm u lạnh lẽo thế? Kìa, có phải anh hoàng của mày không Tấm? Đúng rồi. Ui, biến căng rồi, đánh ghen kìa. Tấm sắp đến đây rồi, nếu ngươi không nghe lời ta thì ả sẽ chết. Hả? Chỉ cần ngươi không làm hại Tấm thì ta sẽ đồng ý với mọi điều kiện. Thế có phải ngoan không? Còn khốn này. Hả? Tấm, ta sẽ giết hết cả đôi gian phu dâm phụ các ngươi. Hất ghi, lên. Đánh nhau rồi. Còn cám mà nó thấy cảnh này thì vui hết đất. Úi dồi, ta sẽ giết hết cả đôi gian phu dâm phụ các ngươi. Toàn đồ ông giáo à. Lên. Alo, cám à. Chết mất một con rồi, gầy cấu lắm. Mày có rảnh thì mày lên đây mà xem này. Trà xanh, con cáo già này cướp mất chồng bà. Tình khốn này nữa. Bội bạc, độc ác, tàn nhẫn. Tại sao ta đối xử tốt với ngươi mà ngươi lại phản bội tấm chân tình của ta? Ê, mày với thằng của nợ ấy có quan hệ gì đó? Đó chính là tình yêu của ta. Ồ, drama càng đét đẹp đẹp luôn. Chuyện tình tay ba, hơi oái oăm, nhiều lai quá. Tình chất lượng luôn. Hôm nay ta sẽ giết cả hai ngươi. Không phải như nàng nghĩ đâu, giảo biện.
Chủ nhân, người thấy thế nào rồi? Từ lúc Tấm lấy đi viên ngọc, sức khỏe của ta suy giảm đi rất nhiều. Muốn bắt được Tấm, người phải bắt Hớt Ghi về cho ta. Rõ. Đùa là gì hả? Chủ nhân đi đâu mà lâu về thế nhỉ? Người thật là ngon biết bao. Con mối việc đó cũng không làm được. Mày chết với bà. Xẻ răng cái đã, không cô chủ thấy. Ây chà, thịt ngon thật. Hớt Ghi, đến giờ về rồi, đi theo ta. Dạ, đi về thôi nào. Đi nhanh lên nào, cẩn thận không ngã đó. Chuẩn bị thôi nào. Trời xanh mây trắng nắng hồng, con gái mẹ là xinh nhất. Đưa cho mẹ xem nào. Con nhặt được mà. Mẹ xem cho. Ở kia có gì kìa. Đâu? Đây. Mày ơi, có gì thật? Mày dậy nữa đi. Trốn, 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 trốn nhanh lên con. Nhốt nó lại cho ta. Dạ, chủ nhân. Rồi sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ là của ta thôi. Có kịch hay để xem rồi đây. Đi thôi nào. Hớt Ghi mà thấy chắc sẽ thích lắm đó. Đi đâu vội vàng thế? Con làm sao? Thì con hút cái gì? Đây, đang mang thức ăn cho Hớt Ghi đây. Hả? Cái gì? Thức ăn của Hớt Ghi á? Mày ăn bẩn quá Cám ơi. Thế có việc gì mà hai mẹ con hốt hoảng vậy? Đây, con Hớt Ghi, nó bị con búp bê bắt đi rồi. Hả? Nó bị Túm rồi. Sao không nói sớm? Thì đi. Đi, mau lên. Ở đâu có tội phạm? Ở đấy có biệt đội Tấm Cám. Phép thuật Quyên em ra tiếp. Tiếp. Thôi, được rồi, xong lên. Đi. Mày này, mày này, mày này. Chúng mày cuối cùng cũng đã đến. Yeah. Chúng mày lên hết đây đi. Anh em, lên. Ủa, cái gì đây? Hớt Ghi đang ở đây. Muốn cứu nó thì phải vượt qua được thử thách của ta. Trước mặt các ngươi là ba ô màu sắc. Muốn vượt qua thì phải chọn được một ô may mắn. Nếu không thì... Cám, ngươi chọn đi. Về ta thưởng cho. Nhìn thì cũng sợ đấy, nhưng mà được thưởng nên chịu. Cố lên con. Chọn đây nhé. Mẹ ơi, nếu mà con có chết, kiếp sau vẫn nguyện làm con của mẹ. Cố lên. Nếu có kiếp sau, mẹ mong vẫn là mẹ của con. Mở mau đi. Mẹ ơi, ở đây có cục vàng to lắm, con không lôi ra được. Mẹ giúp con đi. Đi. Vàng to lắm mà. Vâng, bự lắm. Để mẹ. Mẹ cho tay từ từ thôi, không nó bay mất. Vàng to thì cứ để mẹ. Mẹ mát tay lắm. To lắm mẹ. Vàng vàng. Hả?
sâu. Tao có đẻ con gái thì nó cũng không như mày đâu. Mẹ có sao không? Mày, cái con ác ôn. Đến lượt chúng mày đấy, ra mà chọn, tao không chọn nữa đâu. Chọn cái nào mẹ? Chọn cái nào bây giờ? À, đúng rồi, hớt kia thích màu đỏ nàng à. Hay là chúng ta chọn bừa màu đỏ nhé. Mở đi. Cẩn thận nha chàng ơi. Đây rồi. Rắn, rắn. Rắn, rắn kìa, rắn. Qua thử thách. Thế là qua rồi à. Yeah. Ồ, mất chướng ngại vật rồi. Đi lên nào. Đi vào trong này. Hucky, cần đứng đó làm gì? Lại đây. Cẩn thận, không búp bê nó hại bây giờ. Hucky, giờ nó không còn là của các ngươi nữa, mà nó là của ta. Không thể, không thể nào. Muốn cứu Hucky thì phải giao tấm lại cho ta. Không đời nào, đừng có mơ ta giao tấm cho ngươi. Biến càng quá con ơi. Mẹ thích Hucky hay tấm? Mẹ thì thích Hucky hơn. Đúng rồi, tấm giật anh hoàng của con, không thích được. Đứng quan sát con à. Dạ, lùi ra sau đi mẹ. Hoàng cố à, Hucky xông lên. Hoàng thượng. Chết rồi. Thế này còn làm vương hậu kiểu gì? Giết nó đi. Yes sir. Không, hoàng thượng. Hoàng thượng tỉnh dậy đi. Hucky. Tâm, chạy đi. Nàng chạy đi, mau lên. Ta không thể bỏ chàng được. Chạy đi. Bộ phim tình cảm các ngươi diễn sướt mướt quá đấy. Mẹ ơi, khả năng là thua rồi. Đi về thôi, không ở lại được. Ừ, chuột thôi con. Mẹ, em cám. Mẹ, em cám. Gọi gì mà gọi, bận rồi. Cứu anh hoàng với. Thế chia một nửa gia tài nha. Nha. Chỉ cần cứu được anh hoàng thôi, hai người muốn gì cũng được. Thế thì được rồi. Lên đi mẹ ơi, có tiền là cái gì cũng xui. Dám chống lại ta. Hey, được rồi. Mày này, mày này, giống này. Cười nữa đi, cười tiếp đi. To mồm lắm mà. Cười này, cười này. Một nửa gia tài, một nửa gia tài, một nửa gia tài này. Một nửa này. Hucky, tỉnh lại đi. Hucky. Chủ, chủ. Cô chủ, ta có cái này tặng cô chủ nè. Wow, thích quá. Cô chủ nhớ giữ gìn món quà này, đừng có làm mất đấy nhé. Đẹp quá, ta cảm ơn Hucky. 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 Anh Hoàng ơi, Hucky tỉnh lại rồi. Ồ, hết đánh nhau rồi à? Hả? Chàng làm cái trò gì đấy? Dám lừa ta à? Về biết tay bà. Hucky. Ồ, mẹ ơi, tỉnh rồi. Há mồm ra cho ta. Há ra, giữ lại. Mọi người, chạy thôi. Nhanh lên, không nổi bây giờ, chạy ra. Mau lên, mau lên. Ôi, nhanh lên. Thế là xong rồi à? Chết nhặn răng rồi. Thế là chúng ta tiêu diệt được con búp bê rồi. Về nhà ăn mừng thôi. Đi, đi về, mau lên. Các người nghĩ quả bom đó mà làm hại được ta sao? Hôm nay trời đẹp, mà có tiền đi làm bóng đón Tết thì tuyệt vời. Ui, bọn nó cầm cái hòm gì kia?
Đây đúng là nguồn sức mạnh ta tìm kiếm bấy lâu nay. Nó sẽ giúp ta trở thành Bobby. Nhưng hiện giờ ta chưa cần dùng đến nó. Đi theo ta. Vâng. Đi rồi à? Nhìn cái hòm có vẻ là đồ quý đấy. Bán đi có mà được khối tiền. Giờ còn có việc, đi thôi. Nó đây rồi. Chủ nhân, đồ quý như này mà không phải canh sao? Ta đã yểm phép vào nó rồi, không phải lo. Đi. Vâng. Ôi chết chết, lùi nhanh. Hốt cả hơn. May mà mình gầy, chứ không là bị tóm rồi. Ấy chà chà, đây rồi. Ý, Thảo bảo bối. Đem về thôi, chứ không bị tóm là tiêu. Đồ quý ngon bổ rẻ nào bà con ơi. Ờ hay, sau này đường vắng vẻ thế này. Bỏ ra. Nàng làm sao đấy? Lâu rồi, chàng chả tặng ta đồ đẹp gì cả. Thế nàng muốn mua cái gì? Bán đồ quý. Ơ này. Mệt lắm rồi, đi về thôi. Từ từ đã. À, khách, khách. Bà ơi, bà bán đồ quý gì thế? Chị đẹp muốn biết hả? Vậy chị tự mở ra đi. Wow, vừa đẹp, vừa lấp lánh luôn kìa. Ôi, vòng đẹp thế này mà chỉ có 100 đô thôi á. Chàng. Thôi được rồi, ta mua 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 mua. Nàng thích cái gì ta cũng mua hết. Tôi mua. 100 đô, bà cầm đi. No, trả vòng cho bà. Các người nhìn đi. Hả? Vừa nãy 100 đô, sao giờ đã lên 1.000 rồi? Lừa đảo à? No, ai bảo 1.000? Nhìn cho kỹ đây này. 10.000 đô. Cái vòng bé như này mà 10.000 đô á? Không mua nữa, đi về. Không chịu, không chịu đâu. Không chịu đâu. Thế mà bảo thương em, yêu em. Có 10.000 đô mà cũng không mua cho. Ta mua. Đấy, thế có phải nhanh không? Mang tiền đây. 9.999 đô. 1 đô mai trả. Em xin nhé. 1 đô mà cũng ghi nợ. Mà thôi, tự dưng có tiền đi quẩy. Phải mang về đi spa tân trang cái nhan sắc này mới được. Tí quên. Mất toi 10.000 đô. Đẹp. Thôi, nàng chuẩn bị đồ nhanh lên để còn đi du lịch. Giờ ta ra đánh xe. Vâng, thiếp biết rồi. Mày ở tạm đây nha. Chị tắm xong sẽ cho mày đi cùng. Mít năm nay to quá trời. Mẹ ơi, trời cũng nhá nhem tối rồi. Hay con sang nhà chị tắm vơ vét ít vàng nhé. Vàng á? Thế thì đi sớm về sớm con nha. Con đi luôn đây. Đi đi. Thế là lại có vàng rồi. Có ai ở nhà không? Chị Tắm ơi, anh Hoàng ơi. Không có ai ở nhà à? Ui da, vàng cất ở đâu ta? Bộ ghế sofa này oách thật đấy. Kê ở nhà mình thì nét luôn. Ui, mùi tiền. Hợp với cám luôn. Quần áo sao thế này? Ai kéo mình vậy? Không biết bên trong hộp đó là gì nhỉ? Hả? Hộp đâu rồi? Phải báo gấp cho chủ nhân mới được. Chủ nhân, chiếc hòm mất rồi. Ngươi không phải lo. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Dừng rồi ạ. Em đi nhầm đường. Em xin phép về ạ. Đứng lại. Đây, em đã đi bước nào đâu? Đưa tay đây. Gì đấy? Ui, đau đau. Cầm lấy thứ này rồi pha cho hoàng thượng uống. Rõ, thưa chủ nhân. Chiếc
vòng mới mua của ta đâu rồi. Nàng làm gì mà lâu thế? Xe ta nổ sắp hết xăng rồi kìa. Mất chiếc vòng hồi nãy chàng mua cho ta rồi. Chàng tìm cho ta đi. Sao nàng lại để lung tung vậy chứ? Không biết, tìm cho ta đi. Không, ta không đi chơi với chàng đâu. Được rồi, nàng ngồi đây đi để ta đi tìm. Không biết trong bụi này có không nhỉ? Chủ nhân cứ yên tâm, thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tấm ơi là tấm, sao nàng cứ làm mất đồ suốt thế? Tìm mà chết đi được. Đi thôi. Anh Hoàng, anh đang làm gì vậy? Ơ, Cám à. Hello. Hello. Hôm nay Cám mặc kiểu Tây Phương à, mà nhìn lạ thế. Mẹ ghẻ, mới cho tiền Cám mua bộ váy mới đấy. Ây chà, đẹp đấy. Này, tặng anh Hoàng chai nước uống cho thơm mồm nhé. Uống nước tăng cường sức khỏe à? Ờ, Cám đi ra đi. Nước này thì ta cảm ơn. Tí nữa ta uống, giờ ta chưa có khác. Ta đi có chút việc đây. Ok, bye bye. Thế là xong. Không biết chỗ này có không nhỉ? Thế này thì lỡ hết giờ đi du lịch rồi còn đâu. Đợi nó mỏi cả người. Con này đi giỏi thật đấy. Đi từ tối qua đến giờ chưa thèm vác mặt về. Lại phải đi tìm. Trời ơi, mình nhớ rõ ràng là mình để ở đây cơ mà. Ngươi đây rồi. Gì? Ta phải giết ngươi. Dừng lại. Ta biết ngay là cô có ý đồ mà. Sao ngươi biết? Sau khi bà Scary chẳng may uống phải chai nước mà cô đưa cho ta, bà ấy như bị trúng độc, nhưng mồm thì lại lẩm bẩm nói đến búp bê. Cũng may trời phù hộ cho ta, giúp ta không bị trúng kế. Còn giờ, cô nói đi, có phải búp bê nó sai cô làm việc này hay không? Vậy sao? Giờ thì ngươi cũng phải chết. Tấm. Hả? Vòng của ta. Hả? Hoàng thượng. Chàng ơi, ta tìm thấy vòng của ta rồi này. Hả? Cám. Cám sao thế này? Cám. Ui, tránh ra. Ui, chúng mày làm gì con gái tao thế hả? Còn người hy tỉnh lại đi. Chúng mày, còn tao mà bị làm sao, tao đốt nhà chúng mày. Bọn con có làm gì Cám đâu. Tao không biết, bây giờ tao bế nó về. Ngày mai tao qua xử chúng mày sao? Nặng quá Cám ơi. Ghê quá. Chẳng mấy chốc nữa chàng sẽ tự đến tìm ta, rồi ở bên ta cả đời. Ui, sớm hơn ta nghĩ đấy. Hoàng thượng của ta. Nàng đây rồi. Ngươi là ai? Tránh xa ta ra. Ta hôn một cái thôi, ta yêu nàng lắm đó. Linh đâu, lại cứu ta. Ngoà, tình yêu ơi. Sao nàng lại đẩy ta? Ứ chịu. Ở đâu ra cái thứ kinh tởm như này chứ? Này thì yêu này. Hả? Chân ta sao lại thành đuôi cá rồi? Nàng biến lại cho ta đi. Rùng hết cả mình. Chủ nhân, hình như hắn thích chủ nhân thật đấy. Ui, đi. Búp bê ơi. Trời, ta không yêu bê đê đâu. Búp bê, đợi ta với. Búp bê ơi. Búp bê. Mẹ ơi, đi từ từ thôi. Đi trộm mà từ từ. Ui, mít to lắm. Mẹ ơi, mít ngon đấy. Ừ. Xung quanh lại chẳng có ai. Triển thôi chứ cần gì nữa. Mẹ, đỡ mông con. Ui, về giảm cân đi nhé. Sau vụ này con sẽ về giảm cân. Mẹ ơi, cố lên chút nữa thôi. Úi trời ơi, có mỗi cái đỡ thôi mà mẹ làm không được. Thế mà đòi ăn mít. Mày nặng như heo ý, ngồi xuống vai tao rồi. Nhanh lên mẹ ơi. Đẩy thêm chút nữa đi mẹ. Tao đang cố đây. Lên được rồi. Mẹ ơi, trên này cao đấy. Con sắp chạm được quả mít rồi, nhưng mà hơi sợ. Chọc xem quả nào chín. Vâng mẹ. Cây mít nhà mình năm nay được mùa phết. Ừ đúng rồi. Ăn trộm.
Cảm ơn nhanh lên, không người ta ra. Trộm kia, đứng lại, đừng để nó chạy thoát. À, có đồng bọn à. Sao mẹ lại bỏ con? Còn ranh con này, dám ăn trộm mít nhà tao à? Xuống, nhanh lên, mau xuống đi. Biết làm thế nào bây giờ? Xuống ngay cho tao. Biết rồi, từ từ để tôi xuống, sợ lắm. Mày có nhanh lên không? Tao đánh què chân bây giờ. Biết rồi mà. Anh tha cho em, em chưa rồi. Đứng im, không tao đánh gãy tay đấy, nghe chưa? Anh đừng có vụt, có mỗi tay để ăn thôi. Anh ơi, em đau lắm, không cầm nữa đâu. Cầm hẳn hoi vào, đi về đi, cứ để nó đứng đây. Vâng, các anh về nhé, bye bye. À, mẹ ơi. Cảm ơi, mẹ đến cứu mày đây. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi, mẹ. Cái gì mà chắc thế? Đang cứu mày đây. Ư ừ, cái gì? Mày im ngay, bọn nó ra là chết đấy. Đây. Trời chưa mẹ. Ai vậy mẹ con mày đi ăn trộm mít nhà tao? Mẹ con em có tội. Ai... Nhưng mà chưa trải sự đời, mong các anh thứ lỗi. Tại mẹ con dạy con thế chứ con đâu muốn. Lần này tao cảnh cáo, lần sau còn tái phạm, biết tay tao đấy, nghe chưa? Vâng các anh. Em biết lỗi rồi. Trả mít đây, cho ăn chổi bây giờ. Mẹ ơi, vẫn lãi cái dây chạc, cởi ra mang về bán lấy ít tiền. Đâu đâu đâu. Ai, còn dây chạc, bảo sao thấy thiếu thiếu. Hai mẹ con kia, đứng lại. Đứng lại ngay. Các ngươi chạy nữa đi. May quá, chạy nhanh không thì tí chết mẹ nhỉ. Ừ. Ý, quả bóng nè mẹ. Hả, chủ nhân? Nàng ơi, tranh thủ chạy nhanh lên. Chủ nhân, tỉnh dậy đi. Chủ nhân, bọn nó chạy mất rồi kìa. Đuổi theo. Nó đuổi mình kìa, chạy mẹ. Nhanh lên chàng. Chắc bọn nó không đuổi nữa nhỉ. Cú 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 cú. Cú 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 cú. Hả? Ôi dồi ôi, vết thương của ta. Hai mẹ con bà trốn gì mà kỹ thế. Này, hai đứa mày làm gì mà con búp bê nó đuổi ghê thế. Chạy thục mạng đấy. Anh Hoàng ơi, con Bạch Tuyết này bị sao đấy, chết chưa? Bạch Tuyết bị búp bê hạ độc rồi. Hai người có biết cách nào cứu không? Đâu, xem nào. Vết thương này nặng đấy, mà bị ghẻ rồi. Loét hết cả ra rồi đây này. Ý, Luyên Thuyên, đây không phải ghẻ đâu, mà là do trúng độc của búp bê đấy. Úi giời, cái này chữa đơn giản. Còn búp bê nó có viên ngọc đấy, uống ực một cái là khỏi liền. Thật á? Này, ai bảo mày nói, định rước họa vào thân hả? Con lỡ mồm. Hả, viên ngọc của búp bê á? Ừ, em đây còn biết chỗ nó cất cơ, giỏi không? Ui, ngậm mồm ngay. Đi cùng ta, nhanh lên. Nàng cố thêm chút nữa thôi. Nàng, nàng. Ta không trụ được nữa rồi. Không ổn thì cho ngồi đây luôn, chứ đi vướng tay vướng chân ra. Hay nàng ngồi đây đợi ta đi tìm thuốc về cứu nàng nhé. Có phải nhanh không? Lệ ma lệ mẹ, đi nhanh lên, cám còn về cho lợn ăn nữa. Nàng đợi ta nhé. Nơi ẩn náu của con búp bê đấy. Nó canh gác nghiêm ngặt quá. Hai mẹ con có cách gì không? Có cách rồi. Mẹ với anh Hoàng ở đây chờ con nhé. Này, cẩn thận nha. Cám định làm gì thế nhờ? 30 phút sau. Lâu thế nhỉ? Chẳng biết cám nhà bà có làm nổi không? Yên tâm, con gái tàu nhanh nhẹn giỏi giang giống mẹ nó đây này. Hả? Mày làm sao đấy? Con bị nó đấm, chả trượt phát nào, đau quá. Thế là tôi hiểu con gái bà giống bà ở điểm nào rồi đấy. Tàu tưởng lần này mày làm tốt lắm, ai ngờ lại hỏng bét. Được mỗi cái đẹp. Thôi, hai mẹ con ở đây, chống mắt lên mà xem ta biểu diễn đây này. Ừ, có giỏi thì vào đi. Nhìn hảo hán đi mẹ, đi vào oai ghê. Này, con búp bê đâu rồi? Trợn mắt nhìn ai đấy, cục cái pha xuống. Không bố mày đấm cho nhoe nét bây giờ, tin không?
Mày quát ai mà to thế? Ai ơi! Người im! Nghiêm! Người! Thế người có muốn gặp chủ nhân ta nữa không? Hãy đợi đây! Nụ Bakachi! Không biết tình hình trong đó thế nào rồi mẹ nhỉ? Ý, xong rồi hả? Đánh bại hết rồi à? Hạ hết rồi, vào đấy mà xem. Đánh bại rồi thì phải tươi cười lên chứ. Bịt bịt làm gì? Bỏ ra xem nào. Thế là cũng bị chột hai ba. Im, không được cười. Không ổn rồi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại, thế nào cũng hạ được chúng nó. Đi thôi. Ta bảo không cười nữa mà. Anh ơi, nãy là anh cho em chuột pha một bên rồi, giờ anh cho em chuột nốt bên này đi, để cho nó cân, nó đồng đều. Tao sẽ cho mày toại nguyện. Dạ, đúng rồi. Ai toại nguyện hả? Vừa nãy mày đấm bà mày à? Mẹ tránh ra. Mày này, cho mày chừa. Thôi đi. Mày đấm bà chuột một pha hơi đau đấy. Con chim xanh liêu lờ. Viên ngọc của con búp bê ở đâu? Dạ. Cần gì phải hỏi, con cám nó biết chỗ rồi mà. Ừ nhỉ, chỗ nào? Con đâu biết gì đâu, con chỉ nói cho ai thôi. Úi giời ơi con ơi, tao lỡ đập chết nó rồi thì hỏi kiểu gì đây? Giờ chỉ có cách là đi tìm búp bê thôi. Ừ, thôi. Đi, nhanh, không tối. Đấm bà này. Bạch Tuyết à, với vết thương đó, ngươi không sống được bao lâu đâu. Ngươi đừng có đắc ý. Mày mang thuốc giải đây, không mà đập gãy mũi mày bây giờ. Mang đây. Đừng hòng. Mày còn cứng đầu nữa không? Mang ra. Nôn nhanh ra không, bà mệt lắm rồi đấy. Không bao giờ. Không này, không này. Không đưa này. Viên ngọc kia. Viên ngọc. Quá, đẹp quá. Cứu được Bạch Tuyết rồi. Cứu được Bạch Tuyết rồi. Anh Hoàng về cứu Bạch Tuyết đi. Con này để em lo. Mày quát bà à? Mày này quát nữa đi. Bạch Tuyết, ta lấy được thuốc cứu nàng rồi. Nàng mau uống đi. Cơ thể ta ổn lại rồi. Mà mắt vàng sao vậy? Ta Hoàng thượng bị thằng lính đỏ đấm chột hai pha đấy. Chuẩn luôn. Hả? Chàng vì cứu ta mà đã... Không sao đâu, đây chỉ là vết thương nhẹ thôi. Chỉ cần nàng khỏe mạnh lại là ta vui rồi. Ta cảm ơn chàng. Ôi dồi ôi. Đấm tím cả mắt mà vẫn không sao đâu. Đúng là cái đồ mồm điêu. Đi về thôi con. Hôm nay lạnh quá các con nhỉ. Chắc phải sắm cái áo lòng mặc thôi. Này con Tấm. Dạ. Trèo lên hái cho mẹ quả ổi với. Nhanh lên. Lối này không được. Thử đường khác xem sao. Con lên được rồi mẹ ơi. Ấy à, khá quá nhờ. Có mỗi cái quả mà không vặt được. Mẹ, lên. Mạnh nữa lên. Ôi, cái đầu của tôi. Mẹ ơi, lên xem chị Tấm chết chưa. Chết là mẹ con mình đi tù đấy. Tấm ơi, có sao không? Chết rồi mẹ ơi. Dung nhan của chị Tấm bị hủy rồi. Lại còn rách mặt vỡ đầu nữa. Thế này về anh Hoàng xử chết. Ấy, nó xấu như này, thế nào anh Hoàng chả bỏ? Có khi còn lại được lên làm hoàng hậu ấy chứ.
hậu, con trai mẹ thật nhiều vàng. Các ngươi vừa nói ai làm hoàng hậu cơ? Ý, anh Hoàng. Hello, anh đi đâu đấy? Có gì đâu. Ta đi đâu phải báo cáo các ngươi à? Mà hai ngươi giấu gì ở sau lưng đấy? Không có gì đâu. Đây đây, anh ăn ổi đi. Ổi vừa mới hái xong, ngon lắm, giòn sần sật luôn. Tránh ra cho ta. Hả? Anh Hoàng. Tấm, Tấm ơi. Mẹ ơi, cẳng có què không? Đi nhanh lên. Ai trên đời chẳng có tội, mà đã có tội thì... Đứng lại. Thôi xong rồi. Chắc chắn chuyện này là do hai mẹ con ngươi gây ra đúng không? Còn Tấm nó ngã cây, chứ có liên quan gì đến mẹ đâu. Không liên quan đến Cám nữa. Các ngươi mà không tìm thuốc chữa cho Tấm thì biết tay ta. Chữa cái kiểu gì, ai biết chữa đâu. Ta không quan tâm, nhanh. Ôi dồi ôi, thì để mẹ con tao đi, gì mà nóng. Biết cái gì để chữa hả mẹ? Tao cũng có biết gì đâu. Ủa, phải sang bằng hết vùng đất quanh đây mới được. Ôi, mẹ ơi, mẹ, con nghe nói con búp bê nó có viên ngọc chữa được bách bệnh đấy. Ừ nhỉ, khả năng chữa được cho Tấm đấy. Vào mẹ, đi. Cẩn thận nhé. Âm u thế nhỉ. Cẩn thận không búp bê nó thấy đấy. Bỏ ra. Bỏ ra mà. Gì đấy? Chúng ta không thuộc về nhau. Vắt chân lên cổ mà chạy chứ còn gì nữa. Mày đi không nhìn à con? Mẹ bảo nhìn đằng sau chứ không nhìn đằng trước đâu. Ôi trời ơi, sao nó cứ chạy theo tao? Mẹ cứ chơi trò đuổi bắt dụ nó đi nhé. Con đi tìm viên ngọc đã. Mà cẩn thận bị cắn đầu đấy mẹ. Mày không mệt à? Mà cứ đuổi tao dài như đĩa thế. Úi dồi ôi, nhà gì mà to thế, đi mãi không hết đất. Viên ngọc quý của ta đây rồi. Ô là trời, con mồi ở phía trước rồi. Úi, đi rồi hả? Thế là mẹ con mình thoát tội rồi. Anh ơi, ai cho mày dám trộm viên ngọc của chủ nhân ta? Em nào dám trộm, em mượn tạm tí thôi mà. Gan mày cũng to đấy. Thôi toàn rồi. Con gái bị bắt rồi à? Này, bắn tao luôn đi. Úi dồi ôi. Mẹ ơi. Hai mẹ con mày ăn gan hùm mà dám trộm đồ của tao. Bọn tao có việc gấp, chỉ mượn tạm thôi. Mượn một xíu thôi trả liền. Ngươi thích cái này đúng không? Ừ. Vậy thì hãy tham gia với ta một thử thách. Thua có bị gì không? Có nhìn thấy con xanh xanh đằng sau không? Nếu thua sẽ bị nó nhai đầu. Hả? Thôi em không chơi đâu. Không chơi. Các ngươi có hai lựa chọn. Một là chơi, hai là tham gia. Các ngươi chọn đi. Thì nó cũng như nhau mà. Thôi, chơi. Ủa, ồ hay. Bà Scary tới đây làm gì hả? Định làm gì đây? Ta tham gia để lấy viên ngọc này, để về tu sửa cái nhan sắc này. Thì ra là đối thủ của mẹ con mình đấy. Không dễ thế đâu. Đừng có nhiều lời nữa. Thử thách của các ngươi là vượt qua các tia laser này và lấy viên ngọc đang đựng trong chiếc giỏ kia. Các ngươi đã hiểu hết luật chơi rồi chứ? Cho ta hỏi, nếu động vào tia laser này có làm sao không? Không chết đâu, chỉ mất mạng thôi. Thế thì cũng bằng hòa. Phần thi bắt đầu. Tránh ra để bà thi trước. Đấy, nhường, ai tranh của bà? Đường này có dễ đi không ta? Mẹ cứ lẻo đẻo theo con là được. Úi giời, tưởng rách quần. Ý, qua đường.
một hang rồi này. Sao lại nhiều tia thế không biết? Ồ, cái gì đây? Ồ, trời ơi. Mày ơi, đừng chạm vào tao nhé. Tao không có nhu cầu đâu. Lại nữa. Tí nữa thì tèo. Bà Scary này. Bà ơi, bà thử chạm vào đấy xem có làm sao không. Khả năng sống được 100 tuổi đấy bà. Mày thử chạm đi rồi biết. Mày lên giúp chúng nó một tay đi. Dạ, thưa chủ nhân. Mẹ ơi, cố lên, sắp thoát rồi. Rụt lại đi kìa mẹ ơi. Ra cũng chết mà không ra cũng chết. Trong này nó không làm gì được đâu. Lèo 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 lèo. Ái ui ui. Ta góp phần tuổi trẻ cho trò chơi này đấy. Từ từ đã, làm gì đâu mà bắn. Ui. Nó bắn vào mông tao mà tao bay cả ra ngoài này này. Ê này, bà già kia bay ra ngoài rồi đấy. Mày ra gừ bà ấy đi. Cứ gào gào mãi. Tao ra ngoài này rồi mày còn gào cái gì. Ôi trời ơi, giật hết cả mình. Bọn tao cũng ra rồi. Gừ cái gì mà gừ. Gừ này. Tránh ra kia. Dẹp ra để cô còn lấy ngọc. À, rồi xong. Vĩnh biệt cuộc tình rồi. Sao đen thui lui thế này? Hả? Kẹo đường à? Ý giời, vừa bé vừa đen, xấu thế chứ lị. Đen xì thế này. Thử thách tiếp theo chính là tách kẹo đường. Đội nào thắng thì sẽ được viên ngọc này. Hả? Của mẹ con mình nhiều hình thế này thì tách đến bao giờ? Này bà kia, đổi không? Nhỏ thế này thì ta thắng chắc rồi. Thôi tách thôi mẹ ơi. Chả nhẽ 4 cái tay không bằng 2 cái tay à? Ừ, tách thôi. Sắp được 1 hình rồi mẹ. Xong rồi này. Bà ấy xong rồi kìa. Chết tôi. Này mẹ. Bà tách kiểu gì mà nhanh thế? Siêu không? Ừ, nhìn đẳng cấp nhỉ. Bà nhìn cái này đi. Bà thử nghiên cứu xem cái này tách kiểu gì. Thì cứ tách từng hình một thôi. Ê này, ta xong rồi. À, bà làm vỡ rồi nhé. Búp bê búp bê. Bà Scary làm vỡ rồi. Ô, bọn ta thắng rồi nhé. Đưa viên ngọc đây. Còn bà Scary à, ngươi lên cho ta. Ui, sắp bắt đầu rồi. Chuột nhanh lên. Nàng ơi, cố chịu đựng một chút nữa thôi. Đây này, thuốc đâu? Mau uống đi rồi sẽ khỏi. Mệt hết cả người. Vượt ngàn dặm mới lấy được đấy. Nếu tắm mà không khỏi thì các người sẽ phải chết. Này, nàng cố uống đi. Úi, hết dần rồi đấy. Đẹp rồi đấy. Hiệu nghiệm còn nhỉ. Thế mà phí cho con tắm. Ok, nàng ơi, vết sẹo khỏi rồi. Vậy hả? Được rồi nha, về đây. Lúc nào cũng dọa chém đầu thôi. Nếu còn lần sau là chém thật đấy. Phủi phui, có câu nói mãi không chán à. Độ này nhìn mình cứ đẹp lên trông thấy. Không nhận ra ai trong gương nữa rồi. Chủ nhân, chủ nhân. Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy? Ở vương quốc này nghe đồn có người xinh hơn cả chủ nhân đấy. Đứa nào? Đó chính là Bạch Tuyết đấy. Ngài hãy xử nó đi. Bạch Tuyết à? Nhìn cho kỹ vào, xem ta xử nó đây. Dạ, chủ nhân. Xem Bạch Tuyết ta chơi bóng nè. Phạm lỗi. Cô là ai? Trả bóng tôi đây. Cô yếu quá, hãy bổ sung thêm thể lực đi. Hả? Thích quá. Bạch
Tuyết cảm ơn ạ. Mau ăn đi. Hả? Ngon quá, táo ngọt thật. Còn khốn, dám phá hỏng kế hoạch của ta. Hả? Cám? Cô gái kia đâu rồi? Này. Hả? Con tôi. Cám. Con gái. Mày làm gì con gái tao hả? Tôi đâu có làm gì. Tất cả là tại cô bán táo gây ra. Mày đừng có mà mồm điêu. Cám ơi, Cám ơi, Cám, dậy đi con, đừng có ngủ nữa. Ngủ cả ngày rồi không chán à? Cám. Ở đây tôi có một viên thuốc, chắc chắn sẽ cứu được cô ấy. Tin được không đây? Con ơi. Cám ơi. Đang nói chuyện với Diêm Vương, mày gọi con dậy làm gì? Mày đã nói chuyện với Diêm Vương rồi à? Ôi dồi ôi, khổ con tôi. Tất cả là tại quả táo của ả này này. Con ăn xin có một miếng thôi mà đã thè lưỡi ra rồi đây này. Không, tôi vô tội mà. Còn cãi à? Mẹ, xách cổ nó lên gặp anh Hoàng, nhanh. Mày dám bắt nạt con bà? Bà cho ăn đủ, bà mày cho mày biết lễ độ luôn. Đi thư giãn gân cốt cái nào. Tới rồi, đây đây, anh Hoàng, anh Hoàng. Anh Hoàng ơi, cái con này nó cho em ăn táo độc rồi khử em anh ạ. Đâu, ngẩng mặt nó lên để ta xem mồm ngang mũi dọc thế nào. Đây, anh xem đi. Wow, người đâu mà đẹp thế. Đấy, Hoàng thượng thấy rõ chưa? Mặt xinh xắn thế này mà đi giết người á? Không, tôi không có giết người. Tại vì Cám ăn quả táo độc của cô bán táo ấy. Ấy chà, mày còn vu oan giá họa cho con gái bà à? Ăn điều nói phét ở đâu thế hả? Tôi không có nói dối mà. Ừ ha. Mà nó đang cầm quả táo, mình lao vào cắn nhẹ một cái rồi mình ngất luôn, chứ nó có mời mình ăn đâu nhờ. Ồ, mẹ ơi. Sao con? Nhầm rồi, tất cả là do con mụ bán táo mà đầu có hai cái sừng như con bét nhà mình ý. Xin lỗi. Xin lỗi nha. Vậy tất cả chỉ là hiểu nhầm rồi. Thôi giải tán, ai về nhà nấy đi. Đi đi, đi về Cám. Cám về nhé. Đeo cái mò vào con. Dạ, vậy tôi xin phép hoàng thượng tôi về ạ. Ôi, người đâu mà tốt tính thế không biết. Sao, như nào, bất à? Khôn hồn thì mang hết tiền ra đây cho tao nha. La 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 la. Hả? Lại ức hiếp người yếu rồi. Này, tên kia, tránh ra. Ngươi làm gì đấy hả? Thích lo chuyện bạo động à? Ta thích đấy thì sao? À, thả ta ra, thả ra. Cảm ơn, cố lên đi con. Ây da, né tốt phết. Này thì né này. Ây ôi. Lỗi, phạm lỗi đẩy người. Lỗi à, lỗi, đây rồi. Phát, hả? Thiên vị. Thiên vị á, mày thích thiên vị này. Bà cho thiên vị luôn. Này thì thiên vị này. Cái con Cám kia. Cứu, cứu với. Bạch Tuyết. Này, đá nữa không? Nhìn kìa, Bạch Tuyết bị bắt rồi. Ôi trời ơi, có biến, có biến. Đi theo xem sao. Thế lại đi hóng hớt à? Ôi, chúng mày đi đâu? Súng gì mà to thế? Em chỉ đi ngang qua đây thôi, chứ em không có ý định tìm con Bạch Tuyết kia đâu. Thôi xong. Cái gì? Mày định cứu Bạch Tuyết?
Mày lại lỡ mồm rồi đấy con ơi. Con không có ý mà. Anh đừng nóng tính, anh nổ cò một phát là chết em luôn. Em xin khẩu súng nhé. Đây em cầm hộ cho. Anh ơi cái này xài sao? Bấm vào đây à? Chết rồi hả? Sợ quá, con có giết người đâu. Này, anh Hoàng giết mà, con có biết gì đâu. Đi thôi, vội. Kiếp này chết oan, kiếp sau lại làm người nhé. Sao ngươi lại bắt ta tới đây? Tại sao à? Ngươi nhìn xem ta là ai. Hóa ra chính là búp bê sao? Thế giới này chỉ nên có một người xinh đẹp thôi. Và đó chính là tao. Đi từ từ thôi, lộn cổ xuống đây là không ai cứu được đâu đấy mẹ. Biết rồi, nhìn đường đi. Dừng lại. Còn bánh táo kìa. Người mau thả ta ra trước khi quá muộn. Mau thả ra. Dám cho chị đây ăn táo độc hả? Mau lên, bỏ tay ra. Dám uy hiếp ta à? Thì làm sao? Vểnh cái tai lên mà nghe cho rõ. Dám cho chị đây ăn táo độc à? Mày đi ra đây chị cho ăn luôn. Động vào ai không động, động vào con cám này hả? Đây rồi, giữ cổ nó cho con. Đứng im đây. Đâu được nhỉ? Đây rồi, tí nữa thì vứt đi rồi. Mày thích ăn táo à? Ăn này, ăn đi này, ăn hết cho tao. Ăn, ăn đi. Cho chưa? Bắt ai ăn táo hả? Thôi, về nhà nào con. Mày nhớ đấy. Bạch Tuyết, đi theo ta. Đi ăn bún riêu cua thôi. Xì là bùm. Này nàng ơi, tháng này cô hồn nhiều, nàng làm gì cũng phải cẩn thận đấy nhé. Dạ vâng chàng. Xong rồi, đi thôi. Dạ. Ấy, đi đâu mà vội mà vàng. Mẹ, em, sao hai người vào được nhà con thế? Cám không có tự tiện đâu. Cám thấy cửa mở nên cứ thế mà vào thôi. Không phải bẻ khóa à con? Đâu làm gì đâu. Mà hai người ở đây đợi bọn con tí nhé. Bọn con đi có tí việc. À, mà không được động vào bất cứ thứ gì ở trong nhà này đâu. Nguy hiểm lắm đó. Rồi, biết rồi. Anh chị đi đâu thì cứ đi đi. Mẹ con tôi trong nhà cho. Đi đi. Vào thôi. Ê, mẹ ơi, nhạc mồm nhạc miệng quá mẹ nhỉ. Kìa mẹ. Nhạc thì triển đi chứ còn gì nữa. Ai chà chà. Khoan. Này, mà vợ chồng nó dặn không được động vào bất cứ thứ gì rồi cơ mà. Nhưng mà nó ngon quá, không cưỡng lại được mẹ ạ. Ngon. Đây, có làm sao đâu. Mày ăn ít thôi, béo như lợn rồi. Thế mẹ để quả dừa ở đây, tẹo nữa con ăn. Hay, bao giờ anh chị về mẹ gọi con nhé. Lại ngủ à? Thôi, mình ngủ quánh một giấc đã. Cám, mày làm cái gì đấy hả con? Ôi trời ơi. Dừng lại, dừng lại. Còn cắn nữa à? Bỏ ra, bỏ ra. Tắm à, mày về luôn đi. Alo. Mẹ ghẻ gọi gì này? Alo. Con cám nó bị làm sao rồi đây này? Về nhanh lên. Hả? Sao cám lại ăn linh tinh? Vâng vâng, con về ngay. Cám có chuyện rồi, về thôi nè. Đâu? Hả? Kéo, kéo nó ra cho mẹ. Chuyện gì thế? Từ lúc nó ăn quả khế trong mâm mà nó cứ điên điên dại dại thế nào ấy. Hả? Có lẽ nào cám, cám bị quỷ nhập rồi không? Nàng cứ ném thẳng vào mặt nó. Dạ vâng. Được rồi này. Ui cám ơi, con gái của mẹ. Cho nó nằm lên đây. Sao thế này? Cám ơi.
Bây giờ chỉ có một người cứu được Cám thôi. Là ai? Giờ mẹ ở đây trông em Cám, con với hoàng thượng đi tìm người ấy à? Ừ, đi thôi. Búp bê, ta muốn nhờ ngươi một việc. Các ngươi đối xử với ta như nào mà giờ còn dám vác mặt đến đây tìm ta? Ta xin lỗi, nhưng lần này ta rất cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi muốn gì, chúng ta đều đáp ứng. Thật thế sao? Đúng vậy, bằng mọi giá. Vậy thì đi thôi. Con ơi, dậy đi. Mở mắt ra đi nào. Hai người cứ để ta. Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Tất cả chuẩn bị đi cùng ta. Có ta không? Có. Nằm yên đây Cám nhé. Đã vào vị trí, sẵn sàng. Hả? Dời ở đâu mà nhiều thế này? Tránh ra, mấy con dời đáng chết. Chào mừng các ngươi đã đến với thế giới của quỷ. Hả? Ai đấy? Sao âm u thế này? Ta có một bất ngờ dành cho các ngươi đây. Mẹ ơi, cứu con. Ôi, con gái của tôi. Hả? Con gì mà nhìn hay hay thế này nhỉ? Hả? Dừng lại. Cái gì đấy? Chỉ cái gì? Sao? Như nào? Đó chính là hất ghi trong truyền thuyết. Người vừa khởi động chế độ hủy diệt của nó đấy. Hả? Hủy diệt á? Ui, phủi phủi cái tay hư này tạo nghiệp rồi. Người chỉ cần chạm vào thứ gì của nó thì con quái vật này sẽ nhai đầu chúng ta đấy. Hả? Thôi, đi nào. Đứng im nha, đừng có nhúc nhích. Tao đâu có động vào đồ gì của mày đâu. Đừng có nhìn tao. Đi nhẹ nhàng thôi nhé. Ở đây nhiều thứ đáng sợ lắm. Hả? Cái gì đây? Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là đi tìm được con của Hucky. Gợi ý một chút là nó có màu giống Hucky. Các ngươi để ý, đừng động vào những thứ linh tinh. Đi theo ta. Ui, sợ quá. Sao nhìn con đường nó chỉ thấy mù mịt thế này? Ôi dồi ôi, lại còn nhiều vòng nữa chứ. Ồ, cái gì thế kia? Kia, bỏ ra. Ta tìm được con của Hucky rồi đây này. Hả? Nhìn kìa, đằng sau kia kìa. Chạy thôi chúng mày ơi. Đã bảo là không động vào gì rồi cơ mà. Lỡ động vào rồi thì biết làm thế nào. Thôi đừng cãi nhau nữa. Mà sao con này nó đuổi dài thế? Mày muốn ăn đầu chứ gì? Ăn đi. Ôi giời ơi, không ăn à. Cái gì đây? Này, ăn đi. Ăn đi. Cứ đứng đây mà ăn đi nhé. Ui, ăn rồi, ăn rồi. Hả? Cái gì kia? Có thêm một vũ khí rồi. Này, đừng. Ngươi quên là không được động vào thứ gì rồi sao? Hả? Nhưng mà ta tưởng phải đi tìm con của Huggy cơ mà. Con của nó là màu xanh, chứ không phải là màu vàng. Ừ nhỉ, ta quên, cứ tưởng là màu vàng. Tạm biệt mày nhé. Được rồi, đi thôi. Hả? Sao đấy? Hả? Thôi, không có thời gian để sợ đâu. Đi. Hả? Đi lối này xem sao. Ở đây có quá nhiều con búp bê. Biết chọn con nào bây giờ? Biết con nào là thật, con nào là giả bây giờ? Cứ thế này thì biết đến bao giờ? Thôi được rồi, để ta. Này, từ từ đã. Chàng cứ để ta, không sao đâu. Không được.
Cứ con ruồi này, cứ thích động vào nốt ruồi của bà. Sự cha mày. Hử? Ồ, chúng mày ơi, trên này có một con này. Đấy, có phải không? Hả? Con này mắt cũng thô lố, mồm thì rộng, giống như là hớt ghi đấy. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy bất an. Hay là mẹ ghẻ canh đi, ta và Tấm sẽ lấy nó thử. Sợ chết đi được. Vâng, chịu khó chút thôi. Được chưa nàng ơi? À, được rồi, xuống, xuống. Lấy, được chưa? Ê, lấy được rồi ạ. Đây chắc chắn là con của Husky rồi. Vì nếu không phải thì nó đã xuất hiện và ăn thịt chúng ta. Thôi, đi cứu Cám ngay thôi. Thời gian đã hết, không ai cứu được ngươi thì giờ ngươi sẽ là của ta. Đừng cắn ta mà. Bắn nó. Định ăn thịt con gái của bà à? Cám ơi. Con người, tôi về với mẹ nào. Hả? Cám ơi, con gái của mẹ tỉnh chưa? Tỉnh rồi, lắc thêm một chút nữa là chết luôn đấy. Đây nha, lần sau đừng có động vào đồ linh tinh đây. Lần sau cho tiền, cũng không động vào nữa đâu. Thôi đi về mẹ. Cứu được Cám này mà mệt hết cả người. Thế còn búp bê,